có nào đạo diễn chưa diễn xong á, đạo diễn chết bả rồi không? Có giới thiệu chuyện Conan là tác giả đang viết mà chết mất phi cũng vậy nè, anh thì nó không có phi á, anh chồng nó có hết rồi. Rồi nào thì là cũng căng 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 rồi nữ làng Ai Cập đó, tới tập 81 tới 82 gì á là ông tác giả ông chết rồi, xong rồi tiếp nối ông đâu còn hay nữa. Về xuyên nó có cải lương luôn chị, nó buồn quá rồi. Bài đó có con cải lương mẹ hát đi. Thôi mọi người từ đây chạy lên khu 1, 2 lần nữa. Ừ, hơi bị tỉnh đó.
làm để được 4 hôm á. Ở đâu? Chỗ thế thống là 4 hôm gần nghe mình làm lâu vậy á. Ừ. Ừ ghê hả? Quá sao nghỉ luôn. Không bà gọi điện mà hỏi lý do sao nghỉ. Ở nhà công việc gấp. Xong hỏi khi nào mà có đi làm thì mang con bé đi bà giữ cho. Ok. May làm được 4 ngày. 4 ngày trả tiền không? Có chứ. May làm được 4 ngày. Bữa nay con đi học được trả học phí quá trời. Không đi làm 4 ngày đó mà. Con đi học hả? Là bao nhiêu? Chết mẹ. Bình thường á là 1,7 triệu. Bà thủ người ngoài á là 1,7 triệu. Bé nhà chị đi học hết 1 triệu. Hai đứa luôn hả? Thằng cu nhà con bé cũng hết có 1,3 triệu thôi. Nếu mà là thằng cu tuổi thằng cu tô ở ngoài là họ cũng thu 1,5 triệu. Thì em gì cô có thể thằng đi ra là có cái ATM BIDV bên phải đúng rồi. Ừ. Ngay cổng luôn. Ngay cổng thì cướp đi hả? Đó. Gần mà định cướp chỗ đó hả? Yeah. Đó sẽ ra đây đó mà nào. Thằng hướng quay về hay là hướng đi lên? Đi giao đồ cho người ta. Chụp lại số điện thoại không? Nó lại thu hồi đấy. Hồi trước em bị một bố chị nó đòi hàng cho đại, nó gửi đi nhắn số điện thoại em chủ quan nó đâu. Hồi em quay lại em tìm số điện thoại em đi giao, thu hồi mẹ rồi. Nó đã là em đã chụp màn hình lại rồi. Nhất là một tới đó là mình gọi ấy nha. Thu hồi mẹ rồi, em đang chuẩn bị sao đồ. Chuẩn bị đồ này nha. Có này là em đi tới đó xong rồi em mới bắt đầu em lấy số để em gọi. Tức thiệt. Tức á. Ôi, iPhone X 256GB quốc tế. Em bán thế hồi nãy. Sao mà không bán kiểu gì trời, sao nó bán sớm. Mình mua nữa đấy. Nhưng mà biết nó còn bao nhiêu phần trăm. Mình là sắp chơi. Giờ điện thoại của em mất giá rồi. Nó suốt thế rồi. Mua.
7 đó. Thứ 8. Thì mình cứ tiền 8 trăm, 8 trăm.